Từ xa xưa, trong bất kể xã hội nào, thì nghề thầy giáo luôn là nghề cao quý và xứng đáng được tôn vinh nhất trong xã hội. Thời cổ đại, kể cả thiên tử đối với người thầy đều phải hết lòng tôn trọng. Nhưng ngày nay, học trò vô lễ với thầy cô, nhưng phụ huynh vẫn bên vực. Thầy cô nghiêm khắc quản giáo trò thì bị lên án. Thầy cô truyền thống tâm huyết với nghề trở thành những người yếu thế trong giáo dục. Tre già măng mọc, các thế hệ thầy cô Gen Z thay thế các thầy cô truyền thống năm xưa. Thầy và trò coi nhau như ngang hàng phải lứa, dần dần đã không còn tôn ti trật tự nữa. Có câu, danh bất chính, tắc ngôn bất thuận. Muốn làm thầy, trước tiên phải chính danh làm thầy trước đã. Từ nguồn gốc câu, danh không chính, ngôn không thuận, ngẫm lại giáo dục hiện nay. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Trong cuốn Luận ngữ Tử Lộ có chép, vào năm 501 trước Công nguyên, Khổng Tử bấy giờ đã 51 tuổi, làm quan trung đô tể cho nước Lỗ. Một năm sau, vì có nhiều thành tích nên ông được đề bạt lên làm Tư Không, quản lý việc kiến thiết công trình. Không lâu sau lại được chuyển sang làm quan Tư Khấu. Năm 56 tuổi, ông đã làm đến chức tướng quốc. Khổng Tử chỉ tham gia vào việc chính sự của nước Lỗ trong vỏn vẹn 3 tháng, nhưng đã khiến cho tục lệ của Lỗ quốc phát sinh cải biến rất lớn. Thành quả của Khổng Tử khiến vua nước Tề là Tề Cảnh Công cảm thấy run sợ. Tề Cảnh Công bèn nghĩ ra một kế. Ông đặc biệt chọn ra 80 mỹ nữ cho mặc lụa là gấm vóc, học vũ đạo. Hơn nữa còn chọn thêm 120 con ngựa tốt dâng lên để cung phụng vua Lỗ Định Công. Mục đích của Tề Cảnh Công là để vua nước Lỗ sa vào ăn chơi, hưởng lạc mà ăn mòn ý chí. Kế sách này quả nhiên hiệu quả. Lỗ Định Công chìm đắm trong tửu sắc, ngày ngày chỉ biết đến ca múa dâm lạc, không còn hỏi han đến việc triều chính nữa. Học trò của Khổng Tử là Tử Lộ nhìn thấy rất không vui, bèn hỏi Khổng Tử: "Thưa thầy, chúng ta hãy rời khỏi nơi này đi." Khổng Tử trả lời: "Nước Lỗ sắp làm tế lễ ở vùng ngoại ô. Nếu họ có thể chiếu theo lễ pháp là biếu thịt sau tế lễ cho các quân thần, thì chúng ta có thể ở lại, không đi nữa." Kết quả, vua Lỗ Định Công đã vi phạm nghi thức bình thường, không đem thịt sau cúng tế phân phát cho các đại thần. Vì thế Khổng Tử đã rời khỏi nước Lỗ sang nước Vệ. Khi tới nước Vệ, vua của nước Vệ là Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử rằng: "Bóng lộc của ông ở nước Lỗ được bao nhiêu?" Khổng Tử trả lời: "Được 6 vạn đấu gạo." Thế là vua Vệ Linh Công cũng trả cho ông từng đó. Học trò đi theo Khổng Tử gặp được chỗ an thân, ai nấy đều vô cùng mừng rỡ. Tử Lộ đặc biệt vui vẻ hỏi Khổng Tử: "Vua nước Vệ cho thầy cai quản việc triều chính, thì trước tiên thầy sẽ làm gì?" Khổng Tử suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta nghĩ trước tiên phải sửa cho đúng cái danh phận." Tử Lộ không khách khí hỏi: "Thầy có phần cổ hủ rồi, việc này đâu có gì mà phải cải chính ạ?" Khổng Tử nói: "Con thật là sơ suất. Người quân tử sẽ hoài nghi những gì mà trong tâm chưa rõ. Danh phận không chính thì đạo lý sẽ giảng không thông. Đạo lý không giảng thông thì sự tình sẽ không thành. Sự tình không thành thì việc giáo hóa lễ nhạc của quốc gia cũng sẽ không thiết lập được. Giáo hóa lễ nhạc mà không hưng thì hình phạt sẽ không thỏa đáng. Hình phạt không thỏa đáng thì dân chúng sẽ không biết xử sự như thế nào cho phải. Cho nên danh phận mà người quân tử dùng nhất định phải có thể nói ra đạo lý. Đạo lý nói ra thì nhất định phải làm được thông." Từ đó mà câu nói "danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành" ra đời vào lúc này. Khổng Tử cho rằng mỗi vật mỗi người khi sinh ra
đều cần có một vị trí, công dụng, một chính danh nhất định. Cần phải sắp đặt cho đúng với chức danh của nó. Nếu không thì gọi là loạn danh. Sở dĩ xã hội loạn lạc là do danh không phù hợp với phận. Từ đó dẫn đến làm cho kỷ cương phép tắc đảo lộn. Muốn ổn định trật tự xã hội thì cần phải chính danh định phận. Hơn nữa, việc một người giữ đúng với chức danh của mình thì cũng là đang thuận theo thiên lý. Danh không chính sao làm thấy? Nhưng ngày nay có rất nhiều người là hữu danh vô thực. Ví như người làm thầy nếu không sa dáng làm thầy, thầy trò coi nhau ngang hàng, không có cái uy nghiêm của người thầy, thì làm sao có thể dạy dỗ trò. Đối với người xưa, người làm thầy là một nghề rất cao quý. Học sinh phải coi thầy như cha mẹ mà đối xử. Vì vậy mới có danh từ là ân sư hay sư phụ. Không phải ngẫu nhiên mà thời phong kiến người ta lại sắp xếp theo thứ tự quân, sư, phụ. Sư, người thầy, chỉ đứng sau vua, quân vương, còn đứng trên cả phụ, tức phụ mẫu, cha mẹ. Người thầy sẽ là người truyền thụ luân lý, đạo đức, tri thức và các giá trị tốt đẹp cho học trò, là người tạo ra những tinh anh tương lai cho xã hội. Ngược lại, học trò cũng phải tôn kính thầy. Người làm trò trước tiên phải làm tốt việc tôn sư trọng đạo, sau mới đến tri thức. Như thế mới có thể hữu dụng cho bản thân, gia đình, xã hội, dân tộc và đất nước. Hán Minh Đế, vị hoàng đế thứ hai của triều đại Đông Hán, là một trong những tấm gương về tôn sư trọng đạo. Dù đã trở thành hoàng đế, nhưng khi gặp thầy của mình, hoàng đế vẫn luôn hành lễ như đệ tử. Một ngày làm thầy, cả đời vẫn là thầy. Khi thầy bị bệnh, Hán Minh Đế đều đến thăm viếng. Để tỏ lòng tôn kính thầy, mỗi khi sắp đến nơi, ông sẽ xuống xe đi bộ vào trong nhà. Khi thầy qua đời, Hán Minh Đế còn tự mặc tang phục mà dự tang lễ. Khổng Tử có nói, thầy phải ra thầy, trò phải ra trò. Thầy có vai trò của thầy, học trò có vai trò của học trò. Thầy ngoài việc truyền đạt tri thức cho trò, còn phải có phẩm chất, tức là phải bao hàm cả tri thức và đạo đức. Vì thầy đứng ở thứ hạng cao nhất về đạo đức và tri thức, nên phải có hành động, phát ngôn và cách sống tốt, đúng mực để học trò noi theo. Thầy không làm gương được, làm sao trò đặt niềm tin vào thầy mà nghe thầy giảng đạo. Danh không chính, tất ngôn sẽ không thuận. Lời nói ra làm sao có ai nghe. Ngoài ra, câu nói này không chỉ dùng để nói về danh phận giữa thầy và trò, mà người trên cũng cần giữ bổn phận làm gương cho người dưới. Ngược lại, người dưới cũng phải giữ đúng phép tắc với người trên. Vợ và chồng cũng phải giữ đúng bổn phận với nhau. Đây chính là mỗi người cần phải làm tròn bổn phận của chính mình. Cũng có câu, thượng bất chính thì hạ tất loạn. Nếu một người làm thầy không thể cho ra làm thầy, làm cha mẹ không cho ra cha mẹ, vợ chồng không ra vợ chồng, vân vân. Nghĩa là danh không chính thì ngôn cũng không thuận, và dĩ nhiên sự cũng không thành. Làm sao có thể giáo dục nên một thế hệ tốt đẹp được?